đang nhiếm làm gì, nhiếm phụ ba làm gì? Đậu bao, nhiếm phụ ba làm đậu. Đậu sao? Đậu ăn. Đậu ăn đúng không? Nhiếm nay mấy tuổi ra? Nhiếm mấy tuổi? Nhiếm 2 tuổi rưỡi. Hai tuổi rưỡi. Nhiếm học chuyện gì? Chim đậu lòng. Đi học con có nhiều bạn không? Ừ. Con có nhiều bạn không? Đi học con đi là cô. Mẹ cơ. Đi học cô cho con ăn gì? Ăn cơm. Ăn cá. Đã ta đi học cơm cá ăn. Ăn cháo. Ăn cháo nữa. Đã ta. Đi học được cô cho ăn nhiều nữa. Dạy con hát không? Hả? Ê ơi, đi học cô dạy con hát không? Dạy hát không? Dạy hát. Ừ. Đi học cô có nghe lời cô không? Có. Đâu em gấu? Em gấu vậy nè, em gấu làm gì nè? Hả? Em gấu làm cái gì? Em gấu giờ em gấu bú non, em gấu nằm chơi đúng không? Em gấu nằm chơi. Em gấu không có khóc. Em gấu nằm chơi nè, em gấu có khóc nè. Em gấu nói gì? Em gấu nói gì? Giúp bẻ đậu cho ba xong chưa? Xong rồi. Wow, giúp bẻ đậu này hả? Wow. Trời ơi, con đậu gì bự gì dài con, sao ăn đây? Wow. Dài thế, con đậu dài thế, sao mà ăn đây?